Và tiếp clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng của 7 cái chân vịt của dòng máy A80 ha. Đầu tiên sẽ là chân vịt chữ C. Chân vịt chữ Z thật ra thì nó cũng đơn giản thôi các bạn ạ. Chân vịt chữ Z á, thì khi các bạn mua máy á, thì chân vịt này luôn luôn đi kèm trong máy rồi ha. Sau đó thì mình sẽ bỏ vải với mình thử cái chức năng của từng chân vịt nhé. Chữ Z này thì các bạn sẽ may được hầu hết tất cả mũi hoa văn đây. Trên đây sẽ có 8 mũi mũ 80 mũi hoa văn ha các bạn, thì các bạn sẽ may hầu hết luôn, ngoại trừ chân những mũi may dành cho làm khuy, ví dụ như từ 42 cho tới 50 làm đánh bọ ha, là những mẫu này là các bạn sẽ không sử dụng chân vịt chữ Z, nhưng mà ngoài ra còn tất cả các mẫu khác các bạn có thể đều sử dụng được ha. Thì đầu tiên là mình sẽ may thử cho các bạn xem, mình sẽ bấm nút ở đây tắt mở nè, tắt mở ở đây là đường thẳng thôi nha các bạn. Mình có thể điều chỉnh tốc độ trên thân máy, ví dụ như các bạn mà ngại với cái việc mà máy hơi mạnh, so dành cho những bạn nào chưa biết cách sử dụng máy á, thì mình sẽ để chậm lại ha, đó tùy theo các bạn nha, chậm nhanh rồi đó. Ok, nút này là gì? Nút này là các bạn lấy kim lên nè. Trong quá trình mà mình may á, tùy theo các mình muốn lấy kim lên để mà lấy vải lên, hay hoặc là mình có thể dùng cái trục bên hông này để mình lấy kim lên xuống. Nhưng mà Ngân rất là thích những cái nút này ha, những nút này nó rất là tiện nè, lấy kim lên xuống. Và nút này để lại mũi nè các bạn. Khi các bạn may á, những cái đầu hay những cái phần đuôi á, thì mình luôn luôn lại mũi để mà nó giữ chỉ và không cho chỉ bị bung ra. Và nút này là nãy giờ Ngân có sử dụng rất là nhiều lần, nút tắt mở nha. Đó. Và ngoài ra dòng A80 thì đặc biệt là sẽ có thêm một nút nữa. Các bạn có thấy nút hình tròn này, và những dòng khác á thì không có ha. Nút này để làm gì? Nút này để dành cho các chị em nào mà thích quilting, hay hoặc là các chị may á, mà đường may các chị muốn là cột chỉ nhưng mà mình không thấy được những cái mũi lại mối á, nhìn nó sẽ là hai ba mũi chỉ, nhìn nó không có được đẹp hay thẩm mỹ, thì mình sẽ bấm nút này. Nút này các bạn sẽ thấy kim nó dậm tại chỗ mà đó, nó chỉ dậm 3 mũi thôi và sau đó nó sẽ tự dừng luôn nè, cho dù Ngân có bấm nhiều lần đi nữa bấm đâu đó nó sẽ tự động nó dừng luôn. Và ngoài ra nút này là rất quan trọng nha các bạn. Lúc này là điều chỉnh độ căng chỉ của vải. Thì trung bình á, khi mà mình sử dụng máy á, thì các bạn luôn luôn để số 4 cho Ngân đi. Số 4 là cái nút trung bình. Nhưng mà đối với những cái vải hơi mỏng á, các bạn sẽ điều chỉnh lại đây, nhỏ 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 lại vải mỏng. Thì mình để giãn chỉ ra, đặc biệt dành cho vải thun á, thì mình sẽ điều chỉnh độ căng chỉ cũng hơi nhiều. Tại vì tùy theo độ giãn của thun, thí dụ như giãn 2 chiều hay giãn 4 chiều gì đó, và giãn nhiều hay giãn ít, thì mình sẽ điều chỉnh ở đây ha. Còn đối với dòng những cái loại dải zin hay kaki mà các bạn chập hai lớp ba lớp thì các bạn cảm thấy là nó hơi dày đó, các bạn sẽ chỉnh tăng tăng cái nút này lên, ví dụ như 6 5 5 đến 6 7 đó. Ngoài ra cái nút này là còn có chức năng rất là hay, nó sẽ đi kèm với chân vịt nhúng đó các bạn, thì các bạn sẽ điều chỉnh nút ở đây, cái đó thì clip sau mình sẽ nói ha. Rồi. Và bây giờ mình lấy chân vịt chữ Z này, mình sẽ thử một số mũi hoa văn cho các bạn xem nha. Các bạn thấy trên đây, khi trên thân máy này các bạn, nó sẽ có chữ Z thì sẽ hướng dẫn cho các bạn là mũi đường thẳng này thì nên sử dụng chân vịt chữ Z. Nhưng mà nếu các bạn chọn nè, các bạn xoay xoay để mình chọn mũi hoa văn. Trên thân máy này sẽ hiện là mũi 12 tương ứng với cái mẫu đường may số 12 ha. Thì bây giờ ví dụ như mình ngân chọn mũi 20 đi, mình cho nó đẹp, rồi mình sẽ may may thử nha. Đây mình chỉnh nhanh lên để cho mình trên nhanh cho rõ hơn ha. Và sau đó thì mình sẽ quay lại cái đường thẳng ha. Hồi nãy ngân chưa có nói hết về đường thẳng ha. Ví dụ như bây giờ các bạn chọn mũi số 1 hay mũi số 2 là các bạn sẽ thấy cái kim á, nó sẽ nằm về hướng bên tay tay trái của mình ha. Để làm gì? Để cho mình sẽ canh những cái mép như thế này nè các bạn. Mình sẽ canh những cái mép như thế này, thì khi mà nó nằm bên hướng tay trái thì nó đặc biệt. Các bạn thấy ở đây nó số có số 0.0 không? 0.0 khi các bạn sẽ canh từ mép nè, từ mép ngoài đi vô đây tương ứng với là 1.2 cm nha các bạn, 1.2. Nhưng để cho các bạn làm gì, để cho các bạn dễ dàng mình ghép vải hay hoặc là mình may, mình sẽ biết được kích thước nó như thế nào ha. Còn đối với
Khi các bạn chọn 3 hoặc 4, cái kim nó nằm ở giữa nè. Kim nằm ở giữa thì nó sẽ tương ứng là 3.5, các bạn thấy không? 3.5. Thì một á là mình sẽ canh bằng mép chân, canh bằng chân vịt này, thì nó sẽ có cái khe nè để các bạn canh, hoặc là các bạn sẽ canh bằng cái mép chân vịt này ha. Các bạn canh bằng cái mép chân vịt này, mình sẽ điều chỉnh tùy theo mình muốn từ mép chân vịt này đi vô mép phải, là đi vô cái đường may á là khoảng bao nhiêu mm thì mình chỉnh. Các bạn đi ngược, ví dụ như bây giờ Ngân sẽ chọn là 2.0. 2.0 hồi nãy Ngân có nói là 0.0 á là nó sẽ là 1.2 cm, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ lấy 1.2 cm, các bạn trừ cho 2 mm đi, thì sẽ ra là từ mép này đi vô là 1 cm. Còn nếu như các bạn muốn cutting á thì mình sẽ chỉnh là 5 ha. Thì cái công thức của nó cũng như vậy, mình cứ lấy là 1.2 mình trừ cho 5 mm, thì tương ứng cái đường may này sẽ khoảng cách từ đây vô tới cái kim là 7 mm ha các bạn ha. Rồi mình sẽ may thử cho các bạn xem. Đó, thì mình đi nhanh quá thì mình sẽ đi không có chuẩn lắm, thì khi mà các bạn may cutting hay hoặc là mình may á, thì mình sẽ gắn bàn đạp vô để mà mình có thể nhìn rõ rõ, mình đi dễ dàng hơn ha các bạn ha. Rồi mình sẽ lấy ra đây. Và tiếp sau đây mình sẽ giới thiệu những cái chân vịt khác của máy này ha. Thì kế tiếp á là chân vịt chữ N này. Chân vịt chữ N này hầu như á, cái cách sử dụng của nó giống như chân vịt chữ Z thôi các bạn, gần giống như chân vịt chữ Z. Nhưng mà nó sử dụng với mục đích gì? Để cho các bạn nhìn những cái mẫu hoa văn trang trí lớn như thế này nè, mình sẽ canh dễ hơn ha. Ví dụ như những mũi 38 hay là những mũi 53 nè, các bạn thấy khi các bạn chọn những cái mẫu hoa văn lớn á, thì máy mặc định nó sẽ chuyển, nó sẽ ghi lên trên màn hình LED này cho cái mình thấy là chữ N luôn, để mà mình biết mà mình thay đổi chân vịt để mình sử dụng cho đúng ha. Thì các bạn bỏ chân vịt vô đây, hồi nãy á, mình tháo chân vịt ra, tháo chân vịt ra thì cũng dễ nha các bạn. Mình lắp lại này cho các bạn xem. Đây, mình lắp lại, mình chỉ việc hạ luôn, hạ để cho cái phần cái cây ở giữa đây nè, với lại cái đế của cái chân vịt này nè, nó khớp với nhau. Các bạn thấy cái cây ở đây không ạ? Bây giờ mình lấy ra ha, mình bấm nút ở phía sau của cái chân đế nó màu đen đen á các bạn bấm vô thì cái chân vịt nó sẽ rớt ra rồi. Và khi mình gắn lại cũng dễ lắm, mình chỉ việc gắn vô đây thôi đó. Mình thử một số hoa văn này ha. Khi các bạn để đi nè, các bạn để vải và chân vịt, các bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn ha. Trong quá trình mình may á, thì mình sẽ thấy nè, các bạn sẽ thấy được ở giữa và tổng thể của cái chân, của cái hoa văn luôn. Rồi. Tại vì chân vịt này thật ra thì cái cách sử dụng của nó cũng gần giống như chân vịt chữ C thôi, nên mình cũng không có giới thiệu gì quá nhiều hết á. Đây ha, các bạn thấy không? Rồi, và tiếp sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái chân vịt này. Chân vịt này là chữ G nha các bạn. Chân vịt chữ G đi kèm với máy là chân vịt giả vắt sổ, dành cho những bạn nào mà khi mà mua máy may rồi á, mà mình chưa có mua cái máy vắt sổ á, thì mình sẽ sử dụng chân vịt này ha, để mình vắt sổ tạm, để các bạn lên lai quần hay là lên lai áo mà mình muốn tay dài hành tay ngắn á. Nhưng mà mình lại cũng ngại ra tiệm khi mà những cái đường may nó quá ít mà, thì mình sẽ sử dụng chân vịt này, mình gắn vô tương tự luôn á. Nè, khi các bạn sử dụng chân vịt chữ G này đối với dòng điện tử thì nó rất là thông minh nha các bạn. Các bạn xoay thì các bạn sẽ chọn những cái mũi may mà dành cho chữ G, thì các bạn để ý ha, thì nó sẽ là số 11 cho tới 13 nè. Cái máy này nó luôn luôn nó nhắc mình, là các bạn thấy không, nó chữ G ha, nó luôn luôn nó nhắc mình luôn, nên rất là dễ luôn. Thì các bạn để ngay mép nè, cái cây ở trên này nè, nó sẽ đè vải của mình lại, chức năng của nó là đè vải của mình lại, làm cho vải mình êm. Và cái phần cây bên này của mình để làm gì? Để nó chặn cái biên vải này của mình nè, nó chặn cái mép vải này nè, để cho mình may cho nó dễ nè. Đó. Khi mình sử dụng chân vịt giả sổ mình đi chậm thôi, tại vì mình sẽ sợ còn có những cái lúc mà mình để nó bị sai nữa. Ví dụ như mình chọn những cái hoa văn mà mình lỡ mình chọn sai thì mình đi chậm thôi nha.
mình thử mũi 212 nhé. Bạn thấy dễ không ạ? Mình cũng không có cần phải canh quá nhiều luôn. Đây, lấy kim lên. Máy này thật sự là nó rất là hay luôn, có cái lấy kim lên rồi họ lấy chân lên các kiểu. Đây. Các bạn thấy đẹp không ạ? Nó sẽ không có cắt như là máy dắt sổ, tuy nhiên thì khi mà mình dắt tạm ở nhà dành cho những lúc mà mình không có ra đường để mình dắt sổ được á, thì cái chức năng này cũng khá là hay á. Và ngoài ra mình sử dụng đây là chân vịt chữ Y ha. Chân vịt chữ Y này để làm gì? Để cho các bạn vô dây kéo. Thì vô dây kéo thì chỉ là vô dây kéo thường nha các bạn. Còn nếu mà các bạn vô dây kéo mà dọc nước á, thì tốt nhất là mình nên mua thêm cái chân vịt vô dây kéo dọc nước. Thì khi đó thì Hân sẽ làm những cái clip mà dành cho những chân vịt ngoài thì mình sẽ làm sao nha. Thì đây vô dây kéo. Đây vô dây kéo quần tây ha các bạn ha. Đấy, hồi nãy mình đã rất là tiện luôn, mình đã giả bát sổ rồi. Và sau đó ví dụ như cái chân, cái dây kéo này mình sẽ có hai bên này các bạn, mình sẽ có hai bên thì Ngân sẽ làm tượng chân thôi nha. Thì mình sẽ để cái chỉ phía sau nha. Rồi ví dụ như mình để xe mép đây ha các bạn. À chết rồi, mình sai quá. Khi mình để ví dụ như mình mang bên đây trước đi thì mình sẽ chuyển chân vịt bên này. Đây nha các bạn. Và đặc biệt lưu ý luôn, khi mình sử dụng chân vịt chữ Y thì mình sẽ chuyển mũi hoa văn lại là mũi số 3 hay mũi số 4 gì thôi nha bạn. 3 hoặc 4 mình không chuyển 1, 2 nha. Và mình cũng không có chọn những mũi hoa văn khác nha. Khi các bạn chọn những mũi hoa văn khác á, thì nhiều khi mình vô tình á, mình lỡ mình đạp á, thì cái kim nó sẽ nhảy lung tung và nó sẽ đụng tới cái chân vịt này, là nó sẽ làm gãy kim. Nên khi các bạn sử dụng những cái chân vịt nào khác chữ Z hay là chữ N thì mình phải lưu ý là mình phải nhớ dùm cho Ngân ha. Và sau đó mình sẽ để xuống đây. Thì cũng giống như Ngân nói hồi nãy là cái khi mình chọn đường thẳng á, thì lúc này mình sẽ có thể điều chỉnh cho cái kim của mình nè. Cái kim của mình nó sẽ có thể đi lên, đi qua đi lại nè các bạn. Thấy hay không? Đó. Mình sẽ làm cho nó sát hay là hoặc là nó xa hơn một xíu tùy theo nhu cầu của mình nhé. Rồi, bây giờ Ngân sẽ chuyển lại thành 2.0. Cái này là Ngân chỉ chuyển để mà hướng dẫn cho các bạn thôi. Tuy nhiên thì cái việc mà mình để khoảng cách như thế nào đó là tùy các bạn ha, để làm sao mà mình cảm thấy cái sản phẩm của mình đẹp là được. Rồi đây ha, mình may thử thôi nha. Đây ra hình một khúc như thế này. Còn tùy thì đối với quần tây hay hoặc là túi xách các bạn muốn nó xa hơn nữa thì các bạn sẽ chỉnh vẫn cứ để là 3.5 thôi. Rồi sau đó thì các bạn thấy bên này hồi nãy Ngân có để lộn chân vịt các bạn có thấy không ạ? Thì các bạn sẽ khi các bạn may cái ship bên dưới còn lại này ha, ví dụ như các bạn để bên này đi, các bạn để bên này thì buộc lòng là mình phải tháo cái chân vịt này ra mà mình để chuyển hướng sang bên này. Vì sao mà cái chân vịt này nó có hai bên thì bây giờ các bạn nhìn thì các bạn cũng đã hiểu rồi ha. Thì sau đó thì mình sẽ để lại ở đây. Và hồi nãy Ngân có nói ha, khi mà mình sử dụng cái chân vịt chữ Y sau dây kéo này thì mình để ở đây mũi số 3 hoặc mũi số 4 thì cái đường ở đây nè các bạn, cái mũi xích sắt này các bạn thấy nè, thì mình sẽ và mình để đây, mình có chuyển ở đây lại là cái mũi xích sắt này ha, mình sẽ chuyển lại là 3.5 nha các bạn, hay là các bạn có thể xoay số 4 nè, số 3 thì máy nó tự động nó chuyển à. Cho dù ví dụ như bây giờ số 3 này mình có đang bấm 2 lung tung thì khi mà mình quay lại số 4 chuyển lên số 3 thì máy sẽ mặc định ngay từ là 3.5 ngay từ ban đầu của máy ha. Rồi sau đó thì mình sẽ may tới cái ship bên này nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu tới chân vịt khác ha. Bây giờ là chân vịt này là chân vịt đâm nút nè các bạn, chân vịt đâm nút, chân vịt chữ M nha các bạn. Mình lấy chân vịt này ra, sau đó thì mình sẽ gắn chân vịt đâm nút vô.
khi các bạn sử dụng chân bịch đâm nút này nè, các bạn lưu ý là đối với dòng điện tử các bạn thì nó sẽ không có cái miếng để che bàn lừa lại ở bên sau lưng của cái máy nè, nó sẽ có một cái nút, thì khi đó các bạn sẽ đẩy cái nút từ bên bên trái qua bên phải nha các bạn, đẩy qua đó, các bạn thấy nó kêu không ạ? Mình đẩy đó rồi. Rồi chân vịt này nó rất là hay nha các bạn. Các bạn nhìn nè, chân vịt này á, một á, đối với cái nút lớn như thế này thì mình sẽ để nó nằm phía dưới ha, nhưng mà đối với cái nút nhỏ á, mà ví dụ như mình nhét vô á, mình nhét vô không tiện á, thì mình sẽ để nó nằm ở trong này đây, sẽ có cái cây nó che lại. Mình kéo cái cây này qua đi. Đây ha, mình sẽ làm thử một nút. Rồi, mình sẽ chọn mũi là mũi số 8 hay là mũi số 7 là mũi xích sắt nha các bạn. Mũi số 7 thì mình sẽ xoay kim trước ha. Mình sẽ xoay coi cái kim có vô đúng hai cái lỗ của mình cần hay không. Rồi sau đó thì mình mới bấm bàn đạp. Mình sẽ sử dụng là tốc độ chậm vừa thôi nha. Tại vì mình đâm nút thì cũng không có cần nhiều đường chỉ quá đâu. Rồi, ok, mình dừng lại. Các bạn thấy nút ở đây không? Đó, mình cọt chỉ luôn. Máy này rất là thông minh luôn. Rồi, mình lấy ra ha các bạn ha. Rồi, sau đó các bạn sẽ có lưu ý ha. Đối với những cái nút lớn như thế này nè, hay hoặc là các bạn may những cái áo vest á các bạn, thì mình sẽ có, mình cần á, làm cái đường chỉ của mình cũng cần luôn cả làm này. Cái đường chỉ của mình nó hơi to to chứ nó không phải là sát như so với những cái nút mà nhỏ nhỏ như thế này. Thì các bạn thấy ở đây nó sẽ có cái cây này các bạn đẩy lên ha. Cái mũ của để mình lấy ra đi. Đó, các bạn đẩy cái cây mũ này nè, các bạn đẩy lên. Rồi mình mới bỏ nút vô. À, mình để cho đúng. Ây da, nút trơn quá. Rồi. Các bạn cũng thử kim một lần nữa nha. Đây. Rồi, bây giờ mình mai thử luôn. Một xíu. Khi mà nó vô hai lỗ mình mới may nha các bạn nha, lưu ý. Rồi. Mình cũng cổ chỉ lại. Bây giờ cái này Ngân lấy ra nha cho các bạn xem. Thì các bạn thấy không? Chỉ của mình nó hơi lỏng một chút xíu nè các bạn, lỏng hơn nè. Để làm gì? Để dành cho những cái khuy á các bạn, mà cái dải của mình nó hơi dày mà cái nút của mình nó hơi to đó, khi mình gài vô mình để chỉ lỏng như thế một xíu như thế này nè, khi mình gài vô sẽ dễ hơn. Còn mà đối với nút to như thế này mà các bạn để cho nó sát như thế này nè, các bạn sẽ gài vô nó rất là khó nha. Cái chân vịt này nó cũng khá là thông minh đó. Rồi mình lấy chân vịt ra. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn cái lên lai dấu mũi đối với chân vịt chữ R này ha. Đây, lên lai dấu mũi chân vịt chữ R. Khi các bạn sử dụng lên lai dấu mũi á, thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ may mặt trái trước nha. Các bạn may mặt trái, các bạn sẽ ủi vải cho mình, gấp vô đây. Các bạn sẽ gấp vô. Bây giờ Ngân chưa ủi vải thì Ngân làm cho nó hơi dày dày xíu nha. Mình sẽ ủi vải cho nó thẳng một tí. Mình sẽ gấp. Cái đường này là đường mà mình không cần phải cắt sổ luôn nha các bạn. Rồi, mình sẽ gấp qua đây. Chết rồi. Tắt đi. Và mình sử dụng chân vịt lên đây giống mũi á, thì mình may cái đường này là cái vải này á, mình sẽ nhìn bên phía mặt, mình sẽ coi bên mặt trái trước nha. Thì cái đường này trước đó là mình đã bắt sổ rồi nha các bạn, mình bắt sổ rồi. Sau đó thì mình sẽ gấp lên như thế này và mình sẽ ủi trước nha. Tại vì Ngân không ủi nên Ngân để cho to. Còn nếu mà các bạn muốn đường của mình nhỏ thì mình gấp nhỏ cũng được ha. Sau đó thì các bạn nhìn nè, các bạn mình gấp lên đây, mình gấp vải lên đây để làm gì? Để mà mình sẽ may những cái mũi á, nó lên những cái đường này nha, lên những cái đường phía vải trên nè, chứ mình không có may những đường, mình không có nhìn cái đường gấp ở dưới nữa. Rồi, các bạn thấy cái chân vịt này nè, nó sẽ có cái phần giữa nè, nó sẽ cản là giữa hai bên, ngăn là giữa lớp trên và lớp dưới nè các bạn. Đó, các bạn để cái phần giữa này nè, mình sẽ để sát mép với cái
lớp vải trên luôn ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tìm mũi mà để mà mình hỗ trợ cho mũi may lên lai giống mũi, sẽ là mũi lần 21 và 22. Khi các bạn chọn thử đi, các bạn chọn thử thì các bạn thấy đó, máy sẽ hiện lên chữ R đó. Nếu các bạn quên đó, cái mẫu nào á là mình cần, mình chân chân bịch nào mà mình cần sử dụng cái mũi nào á, thì các bạn nếu mà các bạn quên á thì các bạn cứ xoay xoay thì các bạn sẽ thấy ví dụ như chữ bịch chữ R thì máy sẽ hiện lên là chữ R, nó sẽ nhắc các bạn luôn. Rồi mình sẽ may thử nha. À sorry, hồi nãy là mình đã sử dụng chân bịch đâm nút á, mình sẽ đẩy bàn lùa qua bên tay phải, rồi bây giờ mình phải đẩy qua tay trái để cho cái bàn lùa của mình lên và nó mới di chuyển được ha. Rồi. Đây ha, sau đó thì mình sẽ tháo ra cho, để dở cho các bạn xem. Đây mình cần bên này là mặt phải nè, hồi nãy là mình gấp là mình gấp bên mặt trái, mình sẽ nhìn mặt trái, nhưng mà cái phải đó, mình cần bên mặt phải nè các bạn. Đây thay vì mình sẽ dùng mũi hàng rào đó, như vậy sẽ mất thời gian của mình đó. Các bạn sẽ lên lai quần tay nó rất là nhanh và dễ luôn. Rồi cuối cùng là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chân vịt này là chân vịt làm khuy. Làm khuy đó, thì hồi nãy khi mà mình sử dụng chân vịt đâm nút đó các bạn, thì mình sẽ có hai cái nút nha, hai cái nút này. Bây giờ mình tháo ra, mình tháo cái nút lớn này ra cho các bạn xem. Ví dụ như mình muốn làm khuy dành cho nút to như thế này nè các bạn, các bạn bỏ khuy vô, ý các bạn bỏ nút vô cái khuy, cái chân vịt này, rồi các bạn gài vô ha. Thì khi các bạn bỏ như thế này nó sẽ đo được cái đường kính của cái nút này nha các bạn. Rồi ở đây mình cũng có cái cây này luôn và mình sẽ gắn vô những cái chân vịt khác thôi. Đây. Khi mình nằm khuy á thì dải của mình nó hơi dày xíu nên thành ra là Ngân sẽ để lên trên cái chỗ mà hồi nãy mình lên like luôn. Ở đây ha. Mình lúc đầu khi mình làm khuyên mẫu nào thì mình làm dấu trước ha các bạn, tùy theo mình. Rồi sau đó thì các bạn sẽ chọn làm khuyên từ 42 cho tới 49, các bạn muốn chọn mẫu nào cũng được, còn 50 này là làm bọ nha. Thì Ngân sẽ không hướng dẫn làm bọ, tại vì làm bọ này nó cái kiểu của nó cũng y chang như cái làm khuyên thôi, nhưng mà nó chỉ đi một đường thôi. Đây ha, mình sẽ dùng chân cái mũi là mũi 44, là mũi bình thường nhất, là mũi hình chữ nhật. Còn mà những mũi mà này thì tí nữa mình sẽ làm nha. Rồi khi đó mình sẽ, các bạn sẽ kéo cái cây từ bên đây nè các bạn. Các bạn thấy cái đế chân vịt ha, cái phía trên này nó sẽ có cái cây bằng nhựa, các bạn sẽ kéo xuống. Và khi các bạn kéo á, cái cây này phải lưu ý là nó sẽ nằm giữa hai cái đốt của cái chân vịt này nha các bạn, chứ đừng có nằm trên của cái đốt này, thì khi đó nó sẽ không biết là nó đo đâu. Và được cái máy này á, khi mà làm khuy á các bạn, nó sẽ làm khuy tự động, nó sẽ làm khuy xong và nó sẽ tự động nó dừng lại luôn, nên mình sẽ rất là yên tâm và nó sẽ cột chỉ luôn, mình không cần phải lo lắng gì cho nó hết á. Rồi các bạn thấy không, nó sẽ tự động nó dừng luôn. Và bây giờ mình sẽ chọn thêm một mẫu khuy khác ha các bạn ha, mình sẽ chọn thêm mẫu khuy, ví dụ như mẫu khuy mắt phượng đi, 48. À, mình sẽ làm thử nha. Rồi mình lấy phi lê ca ha. Ok. Đây tại vì nó tiệp với màu vải quá. Đây ha, các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi còn ở mẫu đầu tiên của mình sẽ là hình chữ nhật đây. Rồi và sau đó thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số phụ kiện đi kèm với máy. Thì đây là những cái phụ kiện ngoài chân vịt ra ha. Thì đây là kim đôi. Kim đôi này thì những clip trước mình đã có hướng dẫn rồi nè, tí nữa mình sẽ hướng dẫn lại. Đây là cây tháo chỉ,
cây cắt phi luôn. Cái cây này thì nó không liên quan tới may nhưng mà nó là đục da đó các bạn, để làm lỗ, đục lỗ đó. Còn đây là những cây vít. Cây này ha, à, đặc biệt cây vít này rất là có tác dụng luôn. Vít đồng trọ, vít đồng tiền này để dành cho khi mà mình tháo kim hay hoặc là mình làm vệ sinh máy á. Cái này cũng là làm vệ sinh máy nè các bạn. Đây là những cây kim, đây là sử dụng cho kim đôi nha các bạn. Rồi mình sẽ lấy chân vịt này ra, sau đó thì mình sẽ sử dụng lại chân vịt chữ C nha. Mình sử dụng lại chân vịt chữ C này. Hồi nãy đây đó mình có kim đôi ha, thì Ngân sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng kim đôi luôn. Đầu tiên mình để đây, mình để cái trục này là cái trục dành cho ống chỉ thứ hai đó. Sau đó thì mình sẽ xỏ ống chỉ thứ hai vô. Trước đó thì mình sẽ thay kim nha các bạn nha. Mình sẽ thay kim. Ở đây thì mình có cái vít đồng tiền này. Vít đồng tiền này thì mình sẽ tháo cái kim ra. Thì cái vít này nó cũng có tác dụng để mình thay kim và tháo những cái con vít như thế này ra để mình làm vệ sinh máy nè các bạn. Kim ra. Cây kim này á các bạn cũng rất là dễ mua, đó là cây kim của mấy gia đình thôi. Ví dụ như các bạn dùng những bãi thông thường á thì mình sẽ mua cây kim số 11 ha. Còn mà đối với những cái bãi nào mà nó hơi bị dày dày á mà mình muốn làm cái đường chỉ nó to to á thì mình sẽ sử dụng cây kim số 16 nha các bạn. Cây kim số 16 thì dành cho những cái vải jean hay hoặc là những cái vải kaki mà nó dày nhá. Còn đó cái vải mỏng á thì mình sẽ dùng cái kim nhỏ thôi, dụ như là cây kim số 9 dành cho những cái vải von hay là những cái vải rất là mỏng. Và cái kim này nè các bạn, nó sẽ có hai bên ha, một bên dẹp và một bên tròn. Bên tròn sẽ hướng bên mình, bên dẹp sẽ hướng cho phía trong này nha các bạn. Thì khi đó thì mình sẽ gắn kim vô, mình sẽ gắn kim vô như thế này. À, mình đang sử dụng kim đôi thì kim đôi của bên Roder này á thì nó cũng giống như là cái đầu của nó cũng giống như là cái kim của mấy máy gia đình luôn, nên thành ra là mình cũng sẽ gắn y chang như vậy luôn. Đó ha. Mình để sát lên nha các bạn, mình để sát lên. Và các bạn lưu ý giùm mình ha, các bạn thấy ở đây đây ha, mình chỉ đây nè, nó có sẽ có cái cục nè, các bạn sẽ đẩy kim sát lên cái cục này luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ siết ốc lại, mình siết ha. Ở đây mình sẽ dùng vít đồng tiền để mình siết nè, nó rất là gọn và nó dễ siết nữa. Rồi cái cọng chỉ hồi nãy là mình đã có xỏ tới cái số 4 qua số 5 rồi, thì khi đó mình sẽ vòng lại số 6. Thì đối với khi mà mình sử dụng cái kim đôi này á thì mình không có sử dụng được cái chức năng mà xỏ chỉ tự động nữa, nên thành ra là mình sẽ không có cho chỉ qua cái vị trí số 7 nha các bạn ha. Mình hạ cái phần bệnh này xuống đi cho cái cọng chỉ nó đừng có bị kéo ra. Và sau đó mình sẽ xỏ chỉ nè, mình sẽ xỏ chỉ vào, xỏ chỉ vô. Rồi để kim qua ha, móc lại vô cho nó vô đây lại. Em nó hơi bị tụt, nó hay bị tụt quá. Rồi sau đó cái ống chỉ thứ hai, hồi lúc đầu nãy mình đã bỏ vô đây rồi ha, thì mình sẽ đi y chang như đường chỉ đầu tiên luôn, 1 2 3 4 y chang luôn. Nhưng mà tới khi mà qua tính cái vị trí số 5 mà các bạn đi xuống, mình không có cần bỏ công chỉ số 6 này vô cái cần nữa nha, mà mình xỏ trực tiếp vô kim luôn. Lại đi mà xuống. Rồi. Ok. Rồi ha, mình đã xỏ xong rồi, bây giờ mình may thử nha. Mình sẽ may thử cho các bạn xem. Khi mà mình sử dụng cái kim đôi nè các bạn, thì các bạn sẽ lưu ý không, mình sẽ chọn những mũi hoa văn đơn giản thôi. Và mình sẽ tránh trường hợp những cái mũi hoa văn mình không biết chọn có đúng hay không, và có sợ là bị gãy kim hay không, thì mình sẽ kiểm tra bằng việc khi các bạn chọn. Ví dụ như đây là mẫu 43, ở đây có nút, các bạn thấy cái mũi có hình hai kim mà các bạn bấm vô, thì nếu mà máy của mình nó hiện lên E7, nó kêu làm đối với mẫu này của mình nên sử dụng một cái kim thôi, thì mình dừng lại, mình sẽ tìm mẫu khác. Ví dụ như các bạn thấy mẫu 30 37 là mẫu khá đơn giản, mình bấm vô mình kiểm tra thử cũng chưa được,
Này, 36 đi ha. Bấm vô thì máy của mình sẽ hiện lên hai cây kim, đồng nghĩa với việc là mũi hoa văn này của mình sử dụng hai cây kim, kim đôi là phù hợp ha. Thì khi đó thì mình sẽ cho máy chạy. Các bạn phải kiểm tra nha các bạn. Tại vì cái kim đôi này nó có cái khoảng cách đó, nó là khoảng chừng tầm là 1,5 mm. Cái chân vịt của mình á là nó tối đa cái đường cái chiều rộng á nó khoảng chừng là 7 mm thôi, mà các bạn chọn những cái hoa văn nào mà nó to quá, ví dụ nó là 7 và cộng với 1,5 mm nữa là khoảng chừng 8,5 mm thì nó sẽ làm gãy kim nha. Nên thành ra là mình phải kiểm tra trước khi mình may. Ok. Đối với các bạn thấy cái nút này ha, khi mình sử dụng những cái mũi hoa văn này nè, mình đâu có lợi mối làm chi cho nó xấu đó, mình sẽ dùng nút này để mình lại mối lại. Thì cái nút lại mối này nó sẽ làm cho cái đường may của mình đẹp hơn và nó không bị gọi là mũi may nó chồng lên nhau ha. Đây thì khi đó tương tự như vậy luôn, mình sẽ ứng dụng bằng đường thẳng, đường xích sắt hay nhiều số một số mẫu hoa văn khác nha các bạn. Rồi, và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong cái việc mà mình làm vệ sinh máy luôn. Thì khi mà làm vệ sinh máy á, mình sẽ tháo cái suốt này ra ha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm vệ sinh máy cơ bản thôi nha. Còn nếu mà các bạn muốn làm vệ sinh máy á, bên trong thân máy thì tốt nhất là mình nên đem lên công ty Roder để mà cho mấy anh kỹ thuật có thể hỗ trợ cho mình trong quá trình mà mình sử dụng máy làm vệ sinh này kia. Mình tắt máy đi ha các bạn ha. Tắt máy đi. Rồi. Ừ, chết rồi, tắt máy thì nó lại không có đèn led nó chiếu. Đây ha. Thì mình lấy con dao này ra nè các bạn. Mình lấy con dao này ra. Lấy chân này ra ha. Được thì mình lấy luôn cái chân vịt này ra đi để cho nó trống nè. Đó. Rồi sau đó ở đây mình sẽ có cái cây này nè các bạn, nó sẽ đi kèm với máy của mình luôn. Mình sẽ phủi bụi đi. Phủi bụi. Đây ha, các bạn thấy ở đây nó sẽ có những cái trục như thế này nè. Và có nhiều chị em á hay hỏi là máy này của mình có cần tra dầu không? Thì mình cũng nói luôn là máy này của mình là dùng dầu khô nha các bạn. Nên khi mà các trong quá trình mà mình xài á, máy sẽ tự động tiết ra dầu và mình không cần phải tra. Nhưng mà nếu mà chị em nào mà muốn tra á, thì Ngân cũng chỉ luôn ha, mình sẽ tra lên những cái trục như thế này nè. Một giọt thôi nha, một giọt, các bạn đừng có tra nhiều quá. Nếu tra nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng tới máy và làm cho cái khi mà mình may á, đồ của mình nó sẽ hơi bị dơ. Đó, đây, một giọt ở đây, một giọt ở đây. Và các bạn lưu ý một giọt ở trong cái trục này nữa nè. Một giọt thôi nha, đừng có bỏ nhiều quá. Rồi, và ở đây thì có nhiều chị em muốn tháo luôn cái này ra. Thì mình sẽ dùng cái vít đồng tiền này nè. Các bạn sẽ xay hai cái con ốc này, hai con ốc hai bên này. Và khi đó mình sẽ tháo miếng thiết này ra ha các bạn ha. Và mình sẽ làm vệ sinh ở trong. Rồi xong rồi mình sẽ gắn lại hai con ốc này lại. Rồi, ok. Rồi khi mà mình đã lắp cái, ví dụ mình đã lắp miếng thiết này rồi đó các bạn trao á, nó sẽ có cái điểm này nè các bạn, cái hình tam giác màu trắng nè, cái sơn màu trắng này nè, các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ khớp với cái sơn ở trong này nè, ngay cái con ốc này kế bên ha, nó có sẽ người ta sẽ sơn để đánh dấu, thì các bạn sẽ bỏ cái con trao này vô, làm sao cho nó khớp với cái điểm của cái người ta đã đánh dấu rồi nha các bạn, ở đây, đó nó sẽ khớp với nhau, rồi các bạn nhìn, các bạn kiểm tra nè. Nó sẽ không chạy nữa. Rồi, khi đó thì mình lắp lại thôi. Đây ha, thì mình gắn này vô, kéo xuống và mình bỏ suốt vô. Thao tác ban đầu. Rồi, thế là mình đã hướng dẫn xong máy A80 này rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình nói ha. Chào tạm biệt.